Đây, xin phê với mọi người, đây là cái vườn rau của Châu đây. Bữa nay nó được như vậy rồi nè cả nhà. Cái này là rau cải ngọt, hay là nó gieo á. Nó gieo cái nó không biết gieo, nó thảy xuống một cụm vậy đó. Nó không có gãy đều rồi đó. Đây cũng cải ngọt luôn nhưng mà Châu gãy nó thưa ra nè. À, đây thì cây cà với mấy cọng rau gấp cá của Châu. Cà này Châu không có trồng mà sao nó lên nè. Cái này rau cải cúc thì phải. Hôm bữa Châu gieo cái nhò rí ở đây nè mọi người, Châu thu hoạch hết rồi, tại vì để sợ nó già, Châu thu hoạch cho bỏ tủ lạnh. Còn mấy cọng nhỏ bữa nay nó lớn nữa nè. À, đây là cây cà của Hana ở trong trường ngày ngày lễ trồng cây á, cô giáo mua cây giống về cho mấy em thiếu nhi trồng á, thì đem về nhà rồi cái cho đem ra đây cho trồng cho Hana. Mà cái bông này lâu lắm mà cho không thấy nó ra trái, chắc là nó bị chai hư rồi đó, nó không ra trái bông đực hay sao á. Còn đây là bụi rau thơm của Châu nè. Bụi rau thơm này ăn hồi năm rồi mọi người. À, cho mua ở trên mạng mua rau về ăn, cái xong còn cái cọng cho ghim á, cho ghim mà nó lên vậy nè. Hồi năm rồi mùa đông nó chết, cái giờ mùa xuân nó ra lại tốt quá trời, nhưng mà cái chậu này giống như là thiếu đất ăn rồi đó, nó không có được tốt hung. Năm sau Châu sẽ sang chậu nó. Còn đây là dây khoai lang của Châu, cho trồng khoai lang để Châu ngắt đọt luộc ăn á. À, theo như Châu biết thì rau lang ăn ăn rất là tốt á, nên Châu trồng để ăn đọt. Và đây là những cọng rau dền, không biết sao có rau dền nó cho không có gieo, hình như là Châu mua cái bịch rau ngò gai rồi người ta bán lộn rau dền hay sao á. Châu gieo ngò gai mà sao nó lên rau dền quá trời vậy nè mọi người. Máy bay nó bay ồn quá. Đây nữa nè, Châu không có gieo rau dền mà nó lên nè, mà Châu gieo ngòi gai mà không thấy ngòi gai lên, chắc Châu nghĩ là người ta bán nhầm cho mình á. Còn đây đây là rau thơm nè, nó tốt ghê chưa mọi người. Ở đây nguyên một chậu đất lớn mà con mình nó nên nó tốt. Còn mé bên đây thì một chậu nhưng mà quá trời nhiều cây, nó không được tốt bằng. Cái này là cây rau quế của Châu nè. Đây, à, rau dền nữa, rau dền nhiều lắm luôn. Rau dền này chắc cũng ăn được rồi đó, 2-3 ngày nữa Châu ra Châu cắt đem vô nấu được nồi canh rồi đó mọi người. Đây là rau dền nữa nè, bạc hà. Ở bên kia có cây giống như là dây bí vậy mọi người, cho không có gieo mà sao nó lên tốt quá trời. Còn mấy cái cây rau muống này Châu gieo cái đợt với cải ngọt của Châu á, cải ngọt thì Châu ăn rồi mà rau muống nó không có lên luôn. Rau muống làm như cũng khó trồng á mọi người nè. Nó èo có mấy cây vậy nè. Ừ, rau dền, bạc hà được mấy chậu luôn. Đây cũng được một chậu, rau thơm này cũng tốt quá nè. Phải có ai gần nhà Châu á, thích ăn rau thì lại nhà Châu cắt ăn. Tại vì có một mình Châu ăn mà nó cũng nhiều lắm, ăn không hết. Cái này mình cắt là nó lên hà, dễ trồng, dễ sống lắm mọi người. Mình cắt nó sẽ lên đọt non, nó tốt hơn. Còn để về riết nó già, nó sẽ không tốt á. À, đây bạc hà nè. Mai mốt nó lớn là Châu có canh chua cho ăn rồi nha. Đó, đây có một cây hoa nè mọi người. Hoa nó rụng xuống quá trời nè. Cho nó nói chuyện làm như nhà kế bên người ta nghe hay gì, người ta ra người ta nhìn hay gì. Xin kính chào cả nhà. Thì hôm nay mấy ngày sau thì Châu đã hái rau dền nè. Châu hái vô đặng nấu canh ăn á. À, thì rau dền với có vài cọng rau sam với 2-3 cây rau cải ngọt Châu hái luôn. Thì bây giờ Châu sẽ đem đi nấu canh với tép này, rồi sẽ ăn cơm. À, hôm nay Châu sẽ ăn cơm với lại muối nè, rau này rau sam nè mọi người. Thì bây giờ Châu sẽ bỏ tỏi vào và xào ít con tép để nấu canh á.
chiên mấy miếng cá thu để cho ông xã cho ăn. Rau cũng hơi nhiều, cho bỏ một ít, cho chừa lại một ít, cho bỏ hơn phân nữa, cho chừa lại một ít, tại vì thấy nó nhiều quá đó. Bỏ vô một ít tiêu cho thơm. Xong rồi thì thấy rau nhiều nhưng mà khi bỏ vô thì nó teo lại ít xíu hả mọi người, chắc là Châu nghĩ thiếu ăn quá à. Tại Châu rất là thích ăn rau á. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Thì hôm nay gia đình Châu ăn bữa cơm đơn giản, canh rau và Vietnam cook. Dạ vậy cà phê ra cho chị. Chắc tin dịch cả. Cá thu chiên, canh rau dền, muối ớt. Mà xích kê đi xì vô. Người Hàn Quốc á, mọi người ăn khi mà nhầm loại canh thì sẽ để chung một nồi rồi gia đình cùng ăn chung. Còn nếu mà có những loại canh khác nữa thì sẽ múc ra chén rồi mỗi người một chén á. Không có giống như bên Việt Nam mình mà múc ra tô vậy rồi cái khi ăn cơm mình chan vô chén ăn, không có. Hôm nay Châu làm cái kiểu để trong tô vậy một bữa. Người Hàn thì sẽ múc ra chén rồi để kế bên nhà ăn nè. Cứ rất kì khoa chất. Cho hỏi ông xã cho chứ múc ra chén cho hả gì ổng ừ. Người Hàn thì vậy đó mọi người, không có giống như bên mình mà ăn để trong tô rồi ăn rồi múc ra chén ăn, không có. Phải múc ra chén trước vậy đó. Hôm nay kế bên nhà Châu á, người ta sửa nhà hôm qua nay á, nó phan máy phan nó hơi ồn. Rau giờ này cho hái bên nhà nè, còn nó non quá trời non luôn, ngon dễ sợ. Cái muỗng hơi nhỏ múc hơi lâu. Đẹp không? Ngon quá. Châu sẽ ăn trong tô luôn, hôm nay Châu sẽ ăn theo kiểu bên Việt Nam. Xin phép cả nhà và xin mời cả nhà cùng ăn cơm với vợ chồng Châu nha. Châu sẽ ăn với muối ớt. Ngon lắm mọi người ơi, ăn cơm với muối ớt ngon lắm luôn á. Này dít sao? Cha. Châu cơm hai hộp bằng bao gồm 3 chiếc tập. Ngon quá không? Cầm với muối ớt đơn giản vậy mà cũng ngon. Ê khúc mua bà trèo. Xe bi rùm ha gồ. Trăm bi rùm. Nói sao? Không xã Châu khen ngon. Cái này là cái rau mà dền của bên mình á mọi người, bên Hàn tiếng Hàn kêu là xe bi rùm. Còn cái rau mà rau dền là rau sam. Rau sam là kêu là trăm bi rùm. Hôm bữa mẹ Châu á mới dạy Châu, cho hỏi mẹ Châu á. Ngon quá. Mày biết sao? Mày đi mua coi không? Nè ăn quá. Nè ở trời Hàn Quốc hành nào mặc có sắp cách nữa. Mày nói không quá. Mày hát lắm không được. Này cho ăn theo kiểu đúng Việt Nam luôn, bưng chén lên gắp canh ăn. À.
Dạ bột. Bê thơ nam xe đâm tơ đề mặt mặt cái tay y đặt thêm một con. Y đặt kè. Chén ớt của cháu để anh lên cho thấy. Thấy hổ mua ớt tôi cho làm cũng lâu lắm mà ăn chưa có hết. Muối ớt này á, mình nấu canh chua mình ăn, mình lấy mình này dao á, dao canh chua mình chấm ăn cũng ngon lắm mọi người. Ông xã Châu á, cái này thích vô mùa hè là mà ổng còn bận áo vậy đó. Tại vì ổng không có vận động á, ổng nằm không à, nên ổng không có anh được, còn mình vận động mình làm này kia mình nấu ăn rồi á, nên nó nóng. Không biết có bạn nào cùng chung sở thích với Châu không chứ. Ăn đơn giản vậy ngon hơn ăn thịt với cá nè mọi người. Ngon lắm. Ngon lắm. Thiếu canh nè, Châu sẽ đi nấu canh thêm, hồi nãy còn ít rau á. Rồi thì canh thiếu, ăn ngon quá à, Châu thiếu ăn cái Châu đi nấu thêm cái ông xã cho ăn cơm muốn xong luôn rồi. Nhà một cúc tùm một à. Cái điện thoại. Thì mọi người ơi, Châu với ông xã cho ăn cơm xong rồi thì ăn hết canh luôn, còn miếng nước. Canh ngon ơi là ngon. Lâu lâu rồi mới ăn được một bữa ăn đúng vị Việt Nam luôn. À, chất Việt Nam luôn, ăn với muối ớt mà ngon tuyệt vời luôn mọi người. Thì chị em nào mà nếu thấy thích thì hôm nào ăn thử ơi, ngon lắm. À, thì Châu xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn thương yêu ủng hộ gia đình nhỏ của Châu. Nếu thấy thích cho Châu xin một like, một lượt đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông rung để những khi Châu tải video lên thì nó sẽ thông báo tới cả nhà vào xem ủng hộ Châu nha. Và chia sẻ giúp Châu nếu có thể. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại video lần sau.